cuốn nhật ký chép tay của nạn nhân 14 tuổi bị mẹ ruột ép phục vụ khách. Đứt cáp cầu tháp tại khu công nghiệp ở Lào Cai, 6 người thương vong. Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, mực nước lũ các sông lên nhanh. Sơn La công bố tình huống khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, lũ quét. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ mẹ ruột ép con gái 14 tuổi, phục vụ khách để lấy tiền tiêu xài. Theo nội dung cuốn nhật ký nạn nhân tự mình viết tay trong một năm qua, sau khi gia đình tan vỡ, em theo mẹ về phòng trọ trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh người mẹ mưu sinh bằng nghề bán xôi, chè, nhưng không hiểu vì lý do gì, kinh tế ngày càng khó khăn. Trong sinh hoạt gia đình, em cũng cảm thấy không thoải mái khi một người đàn ông lạ đến sống cùng mẹ. Em đã viết trong nhật ký rằng, tôi ghét chú Dượng. Vì cần tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Thị Kiều Nhanh, sinh năm 1977, quê Hậu Giang, mẹ ruột của nạn nhân, đã dụ dỗ em phục vụ Trần Quốc Dũng, sinh năm 1969, ngụ quận Phú Nhuận, hai lần. Trong năm 2023, Cụ thể, một ngày nửa cuối năm 2023, thời điểm đó em chỉ mới 13 tuổi. Sau khi đã chuyển về quê sinh sống, người mẹ bất ngờ gọi em và em gái đến, đề cập vấn đề phục vụ cho chú Dũng. Nạn nhân chia sẻ, ban đầu cả hai chị em đều không chấp nhận. Nhưng sau đó, vì nghĩ mẹ đang ôm nợ, cuộc sống gia đình hiện tại khó khăn, nên em đã quyết định sẽ giúp mẹ kiếm tiền. Ngay sau khi nhận được cái gật đầu của con gái, người mẹ đã đưa em một mạch từ quê lên khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện kế hoạch. Em chia sẻ đã phải cắn răng chịu đựng khi bị người đàn ông lớn hơn mình 40 tuổi giày vò trong đau đớn. Sau mỗi lần xong việc, người đàn ông tên Dũng đã trả cho người mẹ số tiền 15 triệu đồng. Ngoài việc được mẹ mua cho vài bộ quần áo mới và một số món ưa thích, em đều không được giữ tiền. Mấy tháng sau đó, người mẹ lại nói chú Dũng thích em, muốn được gặp em tiếp. Em cũng được mẹ đưa lên khách sạn và cũng bị giống như lần trước. Lần này người mẹ được nhận 3 triệu đồng. Đối với người cha, dù rất đau đớn khi con thành nạn nhân do chính sự tiếp tay móc nối của mẹ ruột, nhưng anh cũng đã viết đơn bãi nại cho vợ, với hy vọng người phụ nữ được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng chính cô con gái bị mẹ làm hại thì suy nghĩ ngược lại với cha. Khi được hỏi, "Liệu em có chấp nhận tha thứ cho mẹ hay không?" em nói, "Không, con hận mẹ." Được biết nạn nhân vẫn đang duy trì điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Cụ thể, mỗi tháng cháu phải dùng 6 bút tiêm insulin chi phí tổng cộng hơn 1,7 triệu đồng để xử lý tình trạng tiểu đường mạng tính. Dù được bảo hiểm chi trả, nhưng vì bệnh viện hết mặt hàng trên, anh phải chủ động ra ngoài mua. Gần đây, anh còn phải cho con điều trị trầm cảm, nằm ngoài chi trả của bảo hiểm. Từ nhỏ con gái lớn của anh đã bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên phải ra vào viện. Sau cú sốc quá lớn xảy ra, tinh thần em bất ổn định. Hiện tại, anh phải duy trì cho con đi viện hàng tháng để vừa kiểm soát tình trạng tiểu đường, vừa can thiệp tâm lý với chi phí hàng triệu đồng một lần. Những lần con nằm viện kéo dài, anh em M sẽ gặp khó khăn về tài chính. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, đến nay bệnh viện đã mua sắm được mặt hàng bút tiêm insulin. Vì vậy, từ lần tái khám tới, bé X sẽ được sử dụng đầy đủ các thuốc có trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Với việc can thiệp tâm lý của bé X, lãnh đạo bệnh viện Nhi Đồng 2 khẳng định, nơi đây luôn có những chính sách ưu tiên. Do đó Bệnh viện sẽ lưu ý hỗ trợ tối đa cho bệnh nhi trong việc điều trị tâm lý với các bác sĩ nhiều kinh nghiệm, thủ tục nhanh chóng cũng như không để gia đình gặp khó khăn trong vấn đề viện phí. Tối mùng 2 tháng 8, thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Thắng ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra, xử lý vụ tai nạn lao động tại nhà máy nghiền xỉ thải Footfor thuộc khu công nghiệp thị trấn Tăng Lòng, huyện Bảo Thắng. Vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, làm hai người tử vong, bốn người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong lúc dùng tời kéo cabin đưa 6 công nhân lên cao để thi công silo, tức lò cao, thì bất ngờ đứt cáp, cabin chở công nhân rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến anh LVC 35 tuổi tử vong tại chỗ, anh PVN 38 tuổi tử vong trên đường đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. 4 công nhân bị thương, gồm TVT sinh năm 1986, NTT sinh năm 1988, TOS sinh năm 1994 và một người nữa chưa xác định danh tính. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường giải quyết sự cố, điều tra nguyên nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận định, đơn vị thi công sử dụng cầu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người là vi phạm quy định về an toàn lao động. Được biết dự án nhà máy nghiền xỉ Phốt Pho, xỉ lò cao công suất 1 triệu tấn một năm do công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lao Cây làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng. Khi công ty đang thi công xây dựng thì xảy ra vụ việc trên. Vừa qua, ba chiến sĩ tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình nhờ sự cảnh giác cao độ, dũng cảm đã đóng góp quan trọng trong việc bắt giữ ba đối tượng người Trung Quốc thuê xe taxi đi xuyên Việt, rồi sát hại tài xế người Quảng Ninh. Thiếu tá Lê Hoàng Việt, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình kể lại, như thường lệ, vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 28 tháng 7, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A gồm 3 chiến sĩ, Trung tá Lê Minh Tuấn, tổ trưởng, Thiếu tá Lê Hoàng Việt, Trung úy Trần Bá Tân. Thời điểm này, tổ công tác phát hiện ô tô taxi Mai Linh loại 5 chỗ, mang biển số 14A 32545 đang lưu thông theo hướng Nam Bắc, có nhiều dấu hiệu nghi vấn như không có biển kiểm soát, bị vỡ nát phần đầu nên ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Theo thiếu tá Việt, thông thường những chiếc taxi khi lưu thông trên đường phải đầy đủ trang thiết bị, nguyên vẹn khi nhận lệnh chở khách. Theo bản năng nghề nghiệp, chúng tôi nghĩ chiếc xe này có vấn đề nên nhất quyết phải dừng bằng được để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế xe 14A 32545 không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao hơn. Thấy xe lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi phía sau, chiếc xe taxi tiếp tục chạy bạt mạng trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị xã Ba Đồn. Sau đó, tài xế taxi điều khiển phương tiện rẽ lên tuyến quốc lộ 12A nhằm mục đích cắt đuôi lực lượng để hòng tàu thoát. Sau một quãng đường truy đuổi khoảng 5 km đầy kịch tính, chiếc taxi bị kẹt giữa dòng xe cộ đông đúc. Tổ công tác nhanh chóng phong tỏa hiện trường, sử dụng loa phát thanh để thông báo và yêu cầu sự hỗ trợ từ người dân. Cuối cùng, chiếc xe taxi bị chặn đứng giữa một chiếc xe mô tô và ô tô của người dân tại phường Ba Đồn. Thời điểm đó, trên xe có 3 người. Qua kiểm tra, cả 3 đối tượng trên taxi là Lu Xi Jun, Hoàng Cheng và Gan Dinh đều có quốc tịch Trung Quốc nhưng không có hộ chiếu, chỉ có căn cước công dân. Kiểm tra trên chiếc xe taxi, tổ công tác thấy có vết máu. Đây là dấu vết quan trọng chứng minh tội ác kinh hoàng mà ba đối tượng gây ra cho tài xế taxi xấu số. Ngay trong đêm 28 tháng 7, sau nhiều giờ làm việc, các đối tượng khai nhận đã sát hại và phi tang tài xế taxi Mai Linh. Bước đầu, ba nghi phạm khai nhận cùng ra tay sát hại tài xế taxi cướp phương tiện. Cả ba nghi phạm khai rằng cuộc sống ở Trung Quốc gặp khó khăn và được người môi giới giới thiệu qua Việt Nam kiếm việc làm. Khi qua Việt Nam, cả ba thuê taxi để di chuyển. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, do không liên lạc được với người môi giới việc làm, nên các đối tượng lo sợ bị bán qua Campuchia. Sau đó, ba đối tượng bàn nhau sát hại tài xế taxi, cướp xe với mục đích quay về Trung Quốc. Ngày 29 tháng 7, công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao ba đối tượng nói trên cho công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Sáng mùng 2 tháng 8, công an huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ vụ xe tải chở than đang lưu thông trên quốc lộ 14 bất ngờ bốc cháy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày mùng 2 tháng 8, xe tải biển kiểm soát 47H00658, chưa rõ người điều khiển, trên xe chở hàng chục tấn than lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, phía sau thùng xe bất ngờ bốc cháy, lửa phát ra từ trong thùng hàng bốc khói nghi ngút. Phát hiện sự việc, tài xế lập tức đưa xe vào lề đường, hô hoán người dân trợ giúp. Ngay sau đó, Hàng trăm người tham gia giao thông cùng bà con địa phương và lực lượng chức năng dùng vật dụng sẵn có, cao số than đang cháy trong thùng xe xuống đường để dập lửa. Chỉ trong chưa đầy một giờ, nhiều tấn than đang cháy được người dân và lực lượng chức năng hất xuống lề đường, dập tắt hoàn toàn. Xe tải chỉ bị hư hỏng nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 40 đến 100mm có nơi hơn 250mm. Các hồ tại Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đều đồng loạt điều tiết lũ. Tình trạng mưa rông tập trung nhiều nhất là Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, phía Tây Bắc Bộ và Nam Đồng Bằng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng có nguy cơ lũ quét, sạt lở sẽ xảy ra bất ngờ tại các sông, suối, khu vực miền núi, lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất đá. Do tình hình mưa lớn kéo dài, mực nước thượng lưu sông Lô tại trạm Hà Giang, thành phố Hà Giang, sông cầu tại Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh biến đổi chậm theo xu thế xuống, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà đang tăng. Mực nước các sông suối tại hạ lưu khu vực đồng bằng sông Hồng, Thái Bình sẽ lên chậm và phụ thuộc vào chế độ vận hành của thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Ngày mùng 2 tháng 8, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Hà Quảng, Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá gây thiệt hại về người, nhà ở của người dân vùng cao. Sạt lở đất đá làm 5 người bị thương vong. Cụ thể, sạt lở làm hai người tử vong là HTP, sinh năm 2006, ở xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, và bé VMM, sinh năm 2020, ở xóm Cốc Lùng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm. Ba người bị thương là cháu HTK, sinh năm 2008, ở xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Cao Bằng. Anh VML, sinh năm 1995 và con gái VTT sinh năm 2019 ở xóm Cốc Lùng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm được điều trị tại nhà. Thiên tai đã làm 29 nhà dân bị thiệt hại, ảnh hưởng 5 hộ tại huyện Bảo Lạc phải sơ tán khẩn cấp. Mưa lũ làm đường Hồ Chí Minh, đoạn xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, quốc lộ 4A, đoạn qua xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, quốc lộ 34, đoạn qua huyện Bảo Lâm bị sạt lở đất đá. Các tuyến đường tỉnh 202, 215 đoạn qua xã Hưng Đạo, Sườn Lộ, Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc sạt lở luy dương, vùi lớp mặt đường và rãnh thoát nước nhiều điểm gây tắc đường. Bà Ma Thị Huyền Linh, Tránh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết. Sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người chết, bị thương và hỗ trợ ban đầu với số tiền trên 90 triệu đồng, thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo chính sách quy định. Chính quyền các huyện, xã đã huy động lực lượng triển khai công tác khắc phục tại chỗ, di chuyển tài sản của các hộ bị sạt lở đến nơi an toàn, huy động lực lượng thiết bị máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở đất đá để đảm bảo thông xe các tuyến đường. Cùng ngày, trên quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cũng đã xảy ra vụ sạt lở đá từ Ta Luy Dương. Thời điểm này, khoảng 30 mét khối đá đã sạt lở tràn ra mặt đường với nhiều tảng đá to gây ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 4G ở đoạn đường từ huyện Sốp Cộp ra huyện Sông Mã. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã gây sạt lở ta luy dương tại 18 điểm trên các tuyến giao thông từ xã Phúng Bánh đến xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Hiện các cơ quan chức năng đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tới khắc phục hậu quả. Mưa lũ cũng khiến điểm trường mầm non bản phá thóng, xã Búng Bánh, Sốp Cộp bị nước gãy rào bao quanh và sạt trôi, đổ xuống đường, đồng thời làm ngập gần 6 hecta ruộng lúa, hai ao cá của người dân. Ngày mùng 2 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 1556 quy UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại thành phố Sơn La và các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu. Theo đó, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2. Trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 200 mm. Một số nơi lượng mưa rất lớn như thành phố Sơn La 229,4 mm. Xã Triềng Ngàm, huyện Thuận Châu 206,4 mm. Xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn 205,3 mm xã Nậm Ti, huyện Sông Mã, 199,6mm. Trên sông Nậm Bàn, sông Mã, xuất hiện lũ lớn, vượt báo động cấp 3. Sông Nậm La, xuất hiện lũ vượt báo động cấp 2. Mưa lũ đã làm hàng chục người thương vong, gây ảnh hưởng thiệt hại lớn về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp với tổng thiệt hại hơn 500 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài còn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, làm thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu, các xã Sạp Vạt, Trường Pằn, huyện Yên Châu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thời tiết để ứng phó. Phân công lãnh đạo địa phương, cơ quan tổ chức, đơn vị trực theo dõi 24 trên 24 trong những ngày mưa, lũ cao điểm. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho nhân dân, đồng thời tổ chức ứng cứu các điểm bị cô lập, đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng thiên tai. Tổ chức ra soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất lũ ống lũ quét đến nơi an toàn huy động lực lượng phương tiện thiết bị sửa chữa ngay các công trình bị hư hỏng bảo đảm giao thông thông suốt cấp điện cấp nước thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường cho người dân thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ ngập úng để sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống cho nhân dân vùng thiên tai xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép các công trình làm thu hẹp dòng chảy ảnh hưởng tới việc thoát lũ nạo vét khơi thông dòng chảy của các hệ thống cống rãnh, công trình thoát lũ tại các khu đô thị, khu dân cư nông thôn. Xác định hạng mục công trình đầu tư khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí kinh phí trong khả năng cân đối các nguồn vốn để triển khai thực hiện, đồng thời chủ động ra soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Khi kết thúc khắc phục hậu quả thiên tai nêu trên, có văn bản gửi cơ quan chuyên môn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cần phân công phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Mùa mưa lũ năm nay ở miền Bắc đang diễn ra không liệt hơn, ngay trong tháng 7 vừa qua, mưa bão lũ liên tục khiến hàng chục người thiệt mạng. Dự báo tháng 8 tiếp tục là cao điểm mưa lũ ở miền Bắc. Cơ quan khí tượng cho biết trong những ngày đầu tháng 8, các khu vực trên cả nước sẽ có nhiều ngày mưa, trong đó xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mùng 2 tháng 8, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Hòa Bình của Bắc Bộ tiếp diễn mưa rào kèm rông với lượng phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi mưa rất lớn trên 120 mm. Từ đêm mùng 2 tháng 8, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Tại những nơi khác ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội, mưa rông duy trì rải rác trong ngày mùng 2 tháng 8 với lượng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời tiết thủ đô dịp cuối tuần tiếp diễn trạng thái mát mẻ, nhiều mây, mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to. Trong các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 8, mưa lớn nhiều khả năng trở lại các tỉnh, thành phố vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì qua đầu tuần tới. Phải đến ngày mùng 8 tháng 8, khu vực mới trở lại trạng thái nắng nóng. Trong ngày mùng 2 tháng 8, các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ khả năng đạt báo động 1 và 2. Mực nước các sông suối tại hạ lưu khu vực đồng bằng sông Hồng, Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế xuống. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Theo quy luật, mùa mưa bão hàng năm tại nước ta thường diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12. Nhưng mùa mưa bão năm 2024 được cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia nhận định là diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của Lanina. Phân tích về La Nina, ông Nguyễn Duy Trinh, viện phó viện khí tượng thủy văn chỉ ra rằng La Nina là hiện tượng biển lạnh đi ở trung tâm Thái Bình Dương và khi đó mưa sẽ nhiều hơn, ẩm nhiều hơn ở vùng lục địa. Hệ quả là Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương sẽ xuất hiện mưa và lũ nhiều hơn bình thường. Theo ông Trinh, lanina xuất hiện cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ chế của bão nhưng vấn đề này phải có nghiên cứu cụ thể mới có thể kết luận một cách chính xác